Chào các con học sinh thân mến. Trong tuần lễ này, chúng ta tiếp tục ôn luyện từ nhịp 1 đến nhịp số 12 và chúng ta học mới từ nhịp số 13 đến nhịp số 16 của bài thể dục liên hoàn khối lớp 6. Bây giờ, thầy mời các con cùng khởi động. Người Việt Nam vốn rất yêu hòa bình, ghét chiến tranh, hận thù. Nhưng non sông kêu tên chúng ta sẵn sàng thôi đứng lên. Mọi người nghe tiếng quê hương vẫy gọi, Tổ quốc đang kêu tên mình, tiếng núi sông đang rộn ra trong tim ta, sông cũng đang dâng trào, thấy trong ta tự hào, đoàn kết cho ta sức mạnh. Bây giờ, thầy xin tiến hành ôn luyện từ nhịp 1 đến nhịp số 12 của bài thể dục liên hoàn khối lớp 6. Tư thế chuẩn bị nghiêm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12. Bây giờ, thầy xin hướng dẫn từ nhịp số 12 đến nhịp số 16 của bài thể dục liên hoàn khối lớp 6. Chúng ta nói từ nhịp 12 của tuần trước. 13, 14, 15, 16. Bây giờ, thầy xin quay ngang để cho các em học sinh dễ hình dung hơn. 13, 14, 15, 16. Tiếp tục, thầy sẽ quay ngang. 13, 14, 15, 16. Bây giờ, thầy sẽ làm thật chậm và phân tích kỹ thuật từ nhịp số 12 đến nhịp số 16 của bài thể dục này nhé các con. Từ nhịp số 12
các con thực hiện nhịp số 13 bằng cách bật tách hai chân rộng hơn vai, đồng thời hai tay đưa ra trước lòng bàn tay úp. Nhịp số 14, các con bật về như nhịp số 12. Nhịp số 15, các con bật tách hai chân rộng hơn vai, đồng thời đưa cao hai tay thẳng, vỗ thành tiếng. Nhịp số 16, chân trái khuỵu sang ngang, chân phải thẳng, đồng thời dang hai tay và lòng bàn tay úp. Như vậy, trong tuần này, thầy và trò của chúng ta đã tiến hành ôn luyện được từ nhịp 1 đến nhịp số 12 và tiến hành học mới được từ nhịp số 12 đến nhịp số 16 của bài thể dục liên hoàn. Thầy yêu cầu các con ở nhà tập thật nhiều bài tập này và khi tập, tụi con nhớ giữ gìn sức khỏe của mình thật là tốt. Thầy xin chào tạm biệt các con và hẹn các con vào tuần sau. Ta-ta, ta-ta.